Xin chào toàn thể quý anh chị em cùng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồng hồ chính hãng của Duy Định. Và trong video ngày hôm nay, Duy Định cũng có mới về hàng cho các bác là 3 chiếc đến từ phiên bản Citizen, và đều là những chiếc đồng hồ Nhật nội địa mà Duy Định muốn gửi tới cho các bác. Và trong cái video ngày hôm nay thì Duy Định cũng có những chiếc đồng hồ mức giá rất là hợp lý để anh em có thể cùng tham khảo, và em sẽ lên những cái video riêng của từng mẫu sản phẩm và phân tích chi tiết để anh em có thể tìm hiểu về thông số sau các bác nhé. Và trong video này thì Duy Định cũng có về được 3 chiếc đến từ Citizen, rất muốn gửi tới cho các bác cùng tham khảo, và nếu thấy nó phù hợp với mình thì các bác có thể sở hữu và mua cho mình một chiếc đồng hồ phù hợp và ưng ý nhất. Với chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì sẽ đều là những chiếc đồng hồ rất đẹp mà Duy Định muốn chia sẻ lại cho các bác, và cũng có một cái mức giá vô cùng hợp lý. Đầu tiên thì rất là mong anh em có thể ủng hộ Duy Định bằng cách là đăng ký kênh. Và khi mà các bác đăng ký kênh thì các bác có thể nhận được những cái thông báo mà khi mà Duy Định ra những cái video mới như thế này, thì các bác sẽ nhận được một cái thông báo qua màn hình điện thoại. Thì các bác sẽ kiểm tra cũng như là theo dõi được cái video một cách sớm và đầy đủ nhất. Vì một số mẫu sản phẩm mà Duy Định về nó sẽ cũng hết hàng khá nhanh, và cái số lượng nó không quá nhiều, thế nên là đôi lúc anh em muốn mua hàng nhưng nó lại hết mất rồi đó. Thế nên là các bác có nhu cầu quan tâm thì các bác nên đăng ký kênh, và cũng một phần để ủng hộ Duy Định các bác nhé. Và với một chiếc đồng hồ đầu tiên thì chúng ta có một cái kiểu dáng đến từ nhà Citizen đó, và mang trên mình một cái phong cách Rolex cực kỳ đẹp đó. Và chúng ta sẽ có thứ nhất là điểm nhấn là dây hạt gạo, và được hoàn thiện hoàn toàn bởi thép đúc đặc nguyên khối, và cũng có những cái độ hoàn thiện đánh phay xước, đánh phay bóng của nhà Citizen rất là đẳng cấp. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cỗ máy ở góc 3 giờ, có thêm một cái ô lịch giọt nước rất là điển hình đến từ những cái dòng Rolex hay là Omega. Và với phiên bản này thì Duy Định mới về cho anh em với một cỗ máy mới 100%, và sẽ có mã là NJ0150-81E. Và chiếc này đã được sở hữu cỗ máy caliber 8210, là một trong những cỗ máy in-house của Citizen rất là đáng chơi. Và với cái mức giá của cái dòng sản phẩm này, tại Duy Định đang có cái bảng giá rất là hợp lý để cho các bác có thể chơi, đó chính là mức giá 6.200.000 dành cho phiên bản Citizen, với một cái phong cách thiết kế rất là dễ chơi, 3 kim 1 lịch, và cũng có dạ quang cho anh em đầy đủ ở trên cái kim và cọc số các bác nhé. Nói chiếc này thì có một cái độ hoàn thiện tỉ mỉ rất là cao về dây thép đúc đặc nguyên khối, với đường thiết kế đó chính là dây hạt gạo, khóa thì vẫn là khóa bấm ở hai bên, có siêu giữ khóa này đó, và chúng ta sẽ có khóa đánh phay xước có logo của Citizen ở đây. Còn về cỗ máy thì chúng ta sẽ có một cỗ máy caliber 8210 của Citizen, với thiết kế thân máy vàng và với 21 chân kính. Thì với cỗ máy này anh em có một cỗ máy cơ thuần automatic có hỗ trợ có tay đó, và tuy nhiên thì nó chưa được trang bị tính năng là dừng kim dây như cái dòng Orange hay là Seiko các bác nhé. Và ngoài ra thì với cái dòng sản phẩm này chúng ta cũng có kính sapphire chống trước hoàn toàn đó, có kính sapphire là ngon rồi các bác, có kính sapphire giúp cho chúng ta sử dụng nó tự tin hơn, còn nếu mà không có thì vẫn sử dụng tốt, chúng ta sử dụng một vài năm. Và chiếc này có cái kích thước xe mặt số là 40 đó. Và quay trở lại cái vấn đề là kính sapphire, thì nhiều cái dòng sản phẩm phân khúc thấp hơn nó chưa có kính sapphire thì anh em vẫn sử dụng bình thường. Trong vòng 1 đến 2 năm thì các bác cũng có thể thay kính sapphire ở bên ngoài vào, thì rất là dễ dàng và cái mức chi phí nó cũng vừa phải. Chỉ từ 2 đến 300 ngàn anh em có thể thay được một bộ kính sapphire chống trước cho tất cả các mọi loại đồng hồ rồi. Đó, và chiếc này thì nó có một cái bộ kính sapphire nguyên bản của hãng nên anh em cũng tự tin và yên tâm chơi hơn hẳn. Đó. Và ngoài ra thì chiếc đồng hồ chúng ta cũng có một cái thân vỏ được hoàn thiện đánh phay xước với những cái đường vát rất giống cái thương hiệu Hublot các bác nhé. Và chúng ta cũng có những cái thương hiệu nổi tiếng và nhà Citizen cũng có được trang bị trên sản phẩm của mình. Và tạo ra một cái điểm nhấn riêng của dòng sản phẩm cũng như là giúp cho cái sản phẩm nó trở nên đẹp hơn. Chiếc này thì đang có mức giá retail của hãng là khoảng 10.500.000, và tại đồng hồ Duy Định thì có mức giá hợp lý hơn cho các bác có thể chơi, cũng rất là tiết kiệm. Và Duy Định cũng mua được từ thị trường Nhật Bản về cho anh em với mức giá là 6.200.000. Và hiện tại thì bảng này chúng ta cũng có rất nhiều cái bảng màu khác đó, và trong video này thì em vừa về hàng cái bảng mặt đen, và nếu anh em quan tâm thì có thể đặt hàng cái bảng mặt đen này. Tình trạng là máy mới 100% các bác nhé, máy mới nguyên siêu cho anh em có thể chơi.
Và ngoài ra cái chế độ bảo hành của Duy Định thì không biết là anh em đã biết chưa, thì Duy Định sẽ thông báo lại cho anh em với một cái chế độ bảo hành cực kỳ là hấp dẫn, và có một chế độ bảo hành free trong vòng 1 năm. Ngoài ra bên em sẽ hỗ trợ bảo hành lên tới 5 năm sau khi hết bảo hành 1 năm đó. Và sản phẩm số 2 chúng ta sẽ có một chiếc phiên bản Citizen tiếp theo, vẫn là một chiếc đồng hồ dây kim loại. Với phiên bản này thì chúng ta cũng có một cụm máy mới 100%, và nó mang trên mình một cái form size thiết kế khác lạ một chút, đó chính là open hood, lỗ cơ ở vị trí góc 7 giờ. Chiếc này thì vẫn là tình trạng mới, đầy đủ hộp sổ các bác nhé, đầy đủ hộp sổ chính hãng của Citizen luôn. Và ở thị trường Việt Nam thì cũng khá là nhiều bác yêu thích những cái dòng thương hiệu Citizen rất là nhiều so với Oran và Seiko. Tuy nhiên thì đối với thời điểm hiện tại thì Oran cũng cho ra rất nhiều những cái sản phẩm đồng hồ khá là đẹp và mức giá hợp lý hơn với Citizen. Thế nên là cái thị phần của Citizen nó cũng được san sẻ lại cho những thương hiệu như Seiko và Oran các bác nhé. Đó, và chiếc số 2 thì Duy Định đang có cho anh em là một cái bản mã NH911081E. Và chiếc này đang có mức giá niêm yết tại Nhật là 8,5 triệu. Đó, và với sản phẩm này thì Duy Định mua được với mức giá hợp lý hơn, đó chính là 5,5 triệu dành cho một chiếc Citizen Automatic. Và chiếc này thì cũng thực sự cũng rất là ngon với những cái option mà đồng hồ được trang bị. Thứ nhất là một thiết kế lộng cơ open hood, và thứ hai là có một bộ kính sapphire zin của Citizen. Và với cái độ hoàn thiện thân và dây vỏ thì cũng rất là tỉ mỉ, với toàn bộ dây thép đúc đặc nguyên khối anh em nhé. Đó, cái phân khúc này thì nó có dây thép đúc đặc rồi, còn những phân khúc thấp hơn thì nó là dây thép cuốn thôi. Và chiếc này thì có độ hoàn thiện về thân vỏ, dây vỏ thì Duy Định đang đánh giá cực kỳ cao. Trong cái phân khúc thấp như vậy mà cái sản phẩm của chúng ta cũng có cái độ hoàn thiện sắc sảo, không thua kém gì những cái dòng cao cả. Và về cái mặt số, nó đang được trang bị một bộ kính sapphire vòm chống sức hoàn toàn. Đó, toàn bộ thân vỏ và kim cọc được đánh phay bóng rất là đẹp. Và góc 7 giờ cũng có một ô cửa sổ vườn hớt nộ cơ để giúp cho các bác có thể chiêm ngưỡng được những chi tiết máy đang chuyển động bên trong được bắt mắt hơn. Và với sản phẩm này thì cái form size nó vẫn thuộc cái form size khoảng 40, để giúp cho các bác có cái chu vi cổ tay tầm khoảng 15 đến tầm 18 các bác nhé. Và hôm trước có một bác có gọi điện cho Duy Định và muốn đặt hàng, và Duy Định tư vấn, thường thì em tư vấn rất sát và nó phải đẹp với cổ tay của bác thì em mới bán. Bác ấy bảo là tớ thích chiếc này thì bạn cứ gửi cho mình đi, gửi tàn đi, vì mình bảo là đo giúp mình cái chu vi cổ tay ở cái vị trí này để mình tư vấn size nó có hợp lý hay không. Và cổ tay của bác tầm 17,5, mình mới hỏi mãi thì bác mới đo được là 17,5, mà bác lại muốn mua chiếc đồng hồ size 38 thì nó lại quá nhỏ. Đầu tiên thì bác ấy định bảo là thôi cứ gửi đại đi, biết đâu nó vừa, thì nhiều lúc gửi đi gửi lại nó cũng rất là mất công. Và Duy Định cũng muốn tư vấn cho anh em nó phải đẹp, đến nơi nó phải ưng ý, và cách quan trọng nhất là nó phải vừa cổ tay đã. Cái đó là cái mà Duy Định muốn gửi tới cho các bác, nó là thực tế nhất và em tư vấn nhiệt tình nhất, không phải bên nào cũng tư vấn như Duy Định đâu. Thường thì họ bán được hàng họ cứ bán, còn Duy Định thì bán được nhưng mà nó phải đẹp với anh em thì Duy Định mới bán. Với chiếc này thì cổ tay của Duy Định đang là 16 này. Các bác thấy nó đẹp không? Khá là vừa với cổ tay 16 các bác nhé. Đó là cái mà Duy Định muốn tư vấn, nó phải chuẩn xác với cổ tay của các bác. Thì chiếc này size mặt là 40 thì nó phải hợp với cổ tay khoảng 15,5 đến tầm 18 trở lại thì mới chơi được. Còn dây thì nó động thoải mái rồi, dây nó cho cổ tay khoảng 20 trở lại cơ. Đó, tuy nhiên là cái mặt ấy, quan trọng nhất là cái mặt size này nó phải đẹp với cổ tay của mình thì nó mới đẹp được. Còn nếu mà các bác cứ đeo đại đi thì nhiều lúc nó bé quá hoặc là to quá, nó không được đẹp cân đối, đã mất tiền mua rồi thì các bác có ước chút thời gian khoảng 5-10 giây các bác đo cái cổ tay của mình. Ví dụ như tay của Duy Định bên tay trái rất là bé, khoảng 15,5, mà em toàn đeo những cái sản phẩm size từ 40 trở lại thôi, không dám đeo những cái size to hơn vì nó không được đẹp. Và chiếc này thì là một cỗ máy cơ automatic anh em nhé, một cỗ máy cơ 829. Và chúng ta cũng có một cỗ máy được trang bị với 21 chân kính, máy có hỗ trợ có tay và tuy nhiên thì chưa có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đó là cái cỗ máy thuần Citizen, máy automatic mà nhà Citizen sản xuất. Thì với chiếc này mức giá là 5,5 triệu thì cũng khá là hợp lý cho anh em trong phân khúc rồi, và cũng là một cái sản phẩm máy mới nữa nên anh em yên tâm sử dụng trong một vài năm rất là ổn định với những cỗ máy mới các bác nhé. Đó là cái sản phẩm số 2 mà Duy Định muốn gửi tới cho các bác, là hai sản phẩm máy mới bên em mới về.
Ngoài ra thì bên em có kèm thêm một cái sản phẩm trong cái lô hàng đó nữa, đó chính là một chiếc Citizen và phiên bản máy lướt đẹp như mới. Chiếc này thì là một chiếc máy lướt nó qua sử dụng, tuy nhiên thì nó còn rất là đẹp đó. Và với chiếc này thì sẽ có một cái mã để anh em có thể tra cứu, hoặc là các bác có thể đặt hàng với mã là D189 size 41 và mã của dẫn đồng hồ là NB4020 ngày ngang 11L. Và chiếc này thì nó vẫn là một cái dòng cao cấp của Citizen, thực sự là cao cấp, với một thiết kế open hood ở vị trí góc 6 giờ. Citizen thì hay có những cái thiết kế rất là táo bạo và nó khác lạ so với những cái thương hiệu còn lại. Đó là cái mà Citizen người ta muốn hướng tới, và Duy Định thấy nó cũng rất là hợp lý các bác nhé. Phải có một cái lối đi riêng thì nó mới tạo sự khác biệt trên thị trường được. Và chiếc này thì chúng ta có một chiếc NV4020, và cái điều đặc biệt quan trọng nhất trên chiếc đồng hồ này đó chính là một cỗ máy, một bộ não mà đồng hồ được sở hữu, đó chính là cỗ máy Caliber 9040, là một cỗ máy thuộc đầu 9, sẽ được thiết kế và nạp cót với cơ cấu bằng bánh xe. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế búa vang chuyển động, và cái bánh xe màu vàng kia nó sẽ được nạp cót. Thì cái cơ cấu nạp cót bằng bánh xe nó sẽ ổn định hơn, độ bền cao hơn, tuổi thọ tốt hơn, và nó chống hao mòn trong cái quá trình chuyển động nhiều hơn, nó sẽ giảm thiểu nhiều hơn so với nạp cót bằng càng cua các bác nhé. Và thường Citizen thì với những cái cỗ máy caliber đầu 9 trở lên nó mới cũng có cái cơ cấu nạp cót bằng bánh xe như vậy, còn với những cỗ máy thường thì nó lại không có. Chiếc này thì đang có một cái form size để anh em có thể dễ sở hữu, đó là cái size 41.5, và cổ tay của anh em là size 41, và cổ tay của anh em là phải 16 trở lên các bác chơi nó mới đẹp được. Chiều dài của đồng hồ là 11.9, độ đồng càng lắc tô nắp thì cũng dễ chơi thôi, 49 anh em nhé, 49. Và chiếc này nó có một cái bảng màu trên mặt số cực kỳ đẹp, đó chính là màu xanh dương, và có hiệu ứng thay đổi màu sắc rất là bắt mắt. Ngoài ra thì nó cũng được trang bị kính sapphire có phủ AR chống lóa, và được hoàn thiện là kính sapphire vòm. Thì với kính sapphire vòm thì anh em nhìn thấy nó có một cái chiều sâu tốt hơn so với những bộ kính phẳng đó. Và như các bác, hai chiếc này đều là kính vòm này, chúng ta sẽ nhìn được nó có một cái gần như là một cái hiệu ứng kính núp ở trên mặt đồng hồ. Và chiếc này thì sẽ có cỗ máy cao cấp hơn, có độ hoàn thiện tỉ mỉ hơn ở ô cửa sổ, lộ cơ sẽ được đánh vân xoáy này, thân máy thì cũng được đánh vân rất là kỹ ở trên toàn bộ thân máy. Và chiếc này thì có một cái cỗ máy cao cấp như vậy thì cái mức giá nó cũng rất là hợp lý. Duy Định đang mua được chiếc này với mức giá là 7.8 triệu cho anh em quan tâm. 7.8 triệu trong hàng đối với một cỗ máy caliber đầu 9 thì thực sự là cái mức giá hợp lý. Và đối với cỗ máy này nó còn cao cấp hơn cái dòng Orange Star, và cái mức giá 7.8 triệu thì rất là phù hợp với chiếc đồng hồ này. Và nếu anh em quan tâm thì có thể sở hữu sản phẩm này, và em sẽ lên một cái video review và đánh giá chi tiết ở trong những video sau. Và nếu các bác quan tâm thì có thể tìm hiểu chi tiết về cái chiếc đồng hồ này nó có cái gì đặc biệt và nó được đẹp hay không. Chiếc này là một cỗ máy thuần automatic, có hỗ trợ có tay và có cả dừng kim dây khi các bác chỉnh giờ như thế này, kéo núm chỉnh ra và kim dây sẽ dừng lại. Cỗ máy bên trong nó cũng ngừng hoạt động để đảm bảo cho chúng ta chỉnh giờ nó được chính xác đến từng giây. Và cái thứ hai nữa, nó sẽ bảo vệ cỗ máy được tốt hơn so với những cái phiên bản mà không có trang bị tính năng này đó. Và với cái mức giá hợp lý như vậy, và anh em có thể liên hệ với Duy Định để được tư vấn và hỗ trợ, và anh em quan tâm thì Duy Định sẽ gửi tới cho anh em với cái mức giá hợp lý. Và ngoài ra thì bên em sẽ bao ship đối với tất cả những cái mẫu đồng hồ bên em gửi ra. Chiếc này đi kèm với dây da khóa bướm nguyên bản của Citizen anh em nhé, dây zin, khóa zin, đầy đủ hộp sổ, và cái mức giá nó hợp lý như vậy. Và nếu các bác quan tâm thì có thể liên hệ với Duy Định qua số hotline. Và rất là cảm ơn anh em các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.